Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn từ 2010 đến 2030, phấn đấu đạt trung bình mỗi người dân được sử dụng 27m² nhà ở kiên cố. Sau 12 năm triển khai, Hưng Yên đã hoàn thành trước 8 năm kế hoạch của chính phủ đề ra. Diện tích bình quân đầu người được sử dụng nhà ở kiên cố của Hưng Yên hiện là gần 28m², tăng hơn 6m² so với năm 2021 và đạt 102% so với năm trước. Việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực, chất lượng nhà ở ngày càng được cải thiện, đặc biệt là hộ nghèo, đối tượng xã hội và người có công với cách mạng đã được hỗ trợ từ 80 đến 95% kinh phí xây dựng nhà kiên cố. Được biết, đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng từ năm 2019 đến 2020, toàn tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ cho 1.150 hộ. Hiện nay, tỉnh đã và đang tiếp tục xây dựng các dự án khu đô thị tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Đây sẽ là điều kiện tiếp tục nâng diện tích sử dụng nhà ở kiên cố cho người dân trên địa bàn.